Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin nhanh 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 10. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 sáng nay, ngay sau khi phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Nêu 11 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2025, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia. Cùng với đó là giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, nhất là các dự án mang tính chiến lược về hạ tầng giao thông, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại khu du lịch sinh thái Thục Nham, tỉnh Ninh Bình, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN. Chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các nước ASEAN cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN và quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trong đó đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp. Cụ thể, đề xuất người lao động không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định là người lao động có thu nhập thấp khi thuộc hộ gia đình, khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người một tháng dưới 2.250.000 đồng. Khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng dưới 3 triệu đồng. Đề xuất trên nếu được thông qua sẽ góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng, địa phương. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh. Và thông tư này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Người bệnh được thanh toán khi đáp ứng một số yêu cầu như không có thuốc, thiết bị y tế, do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt, theo một trong các hình thức nhưng không lựa chọn được nhà thầu. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định. Căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh dược. Do thời gian dài thiếu vaccine nên từ năm 2021 đến nay, nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi rubella, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới. Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine lần này, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai tại huyện Cái Nước, thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời. Đây là các địa phương được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sởi rubella. Được phân bổ hơn 9.000 liều vaccine sởi rubella, ngành y tế đã rà soát và ưu tiên triển khai tiêm bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ. Ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc mới, thứ 2 về tỷ lệ tử vong do ung thư. Đặc biệt đây là căn bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên có thể trở thành mối lo ngại của bất kỳ ai đang ngày càng tăng nhanh ở giới trẻ. Nghiên cứu cho thấy ung thư đại trực tràng chiếm 10% các bệnh về ung thư. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 14.000 ca mắc mới và 7.000 ca tử vong và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, việc phát hiện ung thư đại trực tràng sớm sẽ có tỷ lệ sống sau 5 năm và tỷ lệ chữa trị thành công cao.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký tại Việt Nam 9 tháng qua đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án tăng vốn đầu tư cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lạc quan với môi trường đầu tư Việt Nam. 9 tháng qua, Bắc Ninh vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư với số vốn lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có nhiều dự án công nghệ cao ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng điện tử. Bộ Giao thông Vận tải cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công 5 dự án giao thông lớn với tổng mức đầu tư khoảng 11.150 tỷ đồng vào cuối năm. Trong đó có dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, thực hiện mở rộng hai làn xe bên trái đường hiện hữu, bề rộng nền đường rộng 15,25 m và bổ sung đơn nguyên cầu phía trái tuyến với 4 cầu, tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải cũng phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp mở rộng một số cầu hầm trên quốc lộ 1 với việc mở rộng 3 cầu gồm Sương Giang, cầu Danh, cầu Quán Hào và hầm Đèo Ngang, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay đã có khoảng 450.000 mét khối cát biển được đưa về công trường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu độ mặn trong khu vực dùng cát biển làm nền đường đều trong ngưỡng cho phép. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thí điểm sử dụng cát biển đắp nền đường đã được thực hiện trên phạm vi đoạn tuyến hoàn trả đường tỉnh 978 thuộc dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau và đã có kết quả đánh giá đạt yêu cầu. Hiện nay, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đang tiếp tục thí điểm mở rộng sử dụng cát biển làm nền đường với tuyến chính của cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ km 81 đến km 126 cộng 223 qua các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Đây là khu vực có môi trường đã nhiễm mặn cao hơn độ mặn của cát biển, của cát nhiễm mặn khi sang mạng để đưa về công trình. Theo Bộ Công Thương, cả nước hiện có 377 doanh nghiệp ô tô, trong đó có 169 doanh nghiệp FDI, chiếm tỷ lệ trên 46%. Hiện thì các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô tại Việt Nam còn khá ít, tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ còn thấp. Mục tiêu đề ra là 40 đến 45% vào năm 2025 và 50 đến 55% vào năm 2030. Vì vậy, để tăng tỷ lệ nội địa hóa, cần phải triển khai 3 giải pháp chính là tạo dựng thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và tăng tỷ lệ giá trị nội địa. Và giải pháp cuối cùng là phải nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Trong 9 tháng năm 2024, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kịp thời các chính sách giảm, gia hạn thuế cho 3.800 lượt người nộp thuế, với tổng số thuế được giảm, gia hạn là 713 tỷ đồng. Trong đó giảm 496 tỷ đồng tiền thuế cho hơn 2.000 lượt người nộp thuế, gia hạn 217 tỷ đồng tiền thuế cho hơn 1.700 lượt người nộp thuế. Các tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng nhằm kích cầu tiêu dùng, trợ lực cùng người dân, doanh nghiệp trong cao điểm sản xuất phục vụ thị trường Tết. Theo Cục Thú y, tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng chính là nơi dịch tả heo châu Phi đang có nguy cơ bùng phát mạnh nhất. Và theo thống kê, tại 26 địa phương bị ảnh hưởng bão số 3 có 731 ổ dịch với số heo mắc bệnh là gần 53.500 con, số heo chết và tiêu hủy là 53.571 con. Cùng với đó, tại các địa phương này còn có 21 ổ dịch lở mồm long móng, 21 ổ dịch viêm da nổi cục, 2 ổ dịch cúm gia cầm, 15 ổ dịch bệnh dại với hàng ngàn con gia súc, gia cầm phải tiêu hủy. Các địa phương phải thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện những mầm bệnh hoặc dịch bệnh xảy ra kịp thời, tránh tuyệt đối việc vứt xác gia súc gia cầm hoặc là thủy sản chết bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, các địa phương tại khu vực miền Trung đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ chỉ đạo điều hành đến tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những vi phạm về IUU. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản và Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá Đà Nẵng đã phát hiện xác minh 440 tàu cá có dấu hiệu vi phạm, trong đó đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, chuyển thanh tra sở ra quyết định xử phạt 24 tàu cá với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Trước sự quyết liệt của lực lượng chức năng, ngư dân đã ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt là duy trì hoạt động của máy giám sát hành trình. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trương Dương tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông cho trên 600 cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ, quy định về người điều khiển và người ngồi trên xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy, hình thức và mức xử phạt đối với các nhóm hành vi vi phạm phổ biến hiện nay, đặc biệt là học sinh. Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của trường với thông điệp an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Thông tin trên cũng đã khép lại tin nhanh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.